4 dân biểu Cộng hòa cùng với toàn bộ dân biểu Dân chủ ở Hạ viện Mỹ chiều tối ngày 16 tháng 7 thông qua nghị quyết lên án các bình luận bị xem là mang tính kỳ thị của Tổng thống Donald Trump về 4 nữ dân biểu da màu thuộc Đảng Dân chủ. Nghị quyết của Hạ viện Hoa Kỳ thông qua với tỷ lệ 240 phiếu thuận, 187 phiếu chống, cực lực lên án điều mà họ gọi là phát biểu kỳ thị của Tổng thống Trump làm gia tăng nỗi sợ hãi và sự hận thù. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi kêu gọi Hạ viện đoàn kết, lên án các dòng tin của Tổng thống trên Twitter mang tính kỳ thị. Đa số dân biểu phía Cộng hòa bác nghị quyết lên án vị Tổng thống cùng đảng với họ. Kể từ khi đưa ra những lời bình luận trên Twitter hôm Chủ nhật, Tổng thống Trump bị chỉ trích mạnh mẽ, nhưng ông không chịu thua. Ông lên Twitter tán dương những dân biểu phe Cộng hòa đã bỏ phiếu chống lại nghị quyết và tiếp tục chỉ trích 4 nữ dân biểu, gồm Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley và Rashida Tlaib. Ông Trump khơi dậy cuộc khẩu chiến khi bảo 4 nữ nghị sĩ này hãy rời Mỹ trở về nguyên quán sau khi họ đã kích ông và nước Mỹ. Cả 4 nữ nghị sĩ đều là công dân Mỹ. Trong số này có nghị sĩ Ilhan Omar là một người tị nạn gốc Somali đã tuyên thệ nhập tịch Mỹ.